biểu tình rầm rộ ở Venezuela sau khi Tổng thống Maduro tái đắc cử. Châu Âu chứng kiến làn sóng biểu tình phản đối du lịch gia tăng. Nhiều thị trấn nhỏ ở Mỹ thiếu ngân sách, khát lao động trẻ. Xin kính chào quý khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 30 tháng 7, Interfax dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela, ông Evis Amoros, thông báo Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa diễn ra để tiếp tục lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 2025-2031, cũng là nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 của ông. Ông Amoros nhấn mạnh, cuộc bầu cử được tiến hành theo quy định của hiến pháp và các quy định pháp lý khác. Chính các bạn đã bày tỏ ý chí tuyệt đối của mình bằng việc bầu ông Nicolas Maduro làm Tổng thống nhiệm kỳ 2025-2031. Theo kết quả kiểm đếm sơ bộ, phiếu bầu của cuộc bầu cử diễn ra ngày 28 tháng 7, ông Maduro giành được 51,2% số phiếu, trong khi ứng viên đối lập Edmundo González Urrutia giành được 44,2% số phiếu. Ông Maduro năm nay 61 tuổi, trở thành nguyên thủ Venezuela từ khi cố lãnh đạo Hugo Chavez qua đời năm 2013. Mỗi nhiệm kỳ Tổng thống Venezuela kéo dài 6 năm. Trong cuộc bầu cử năm 2018, ông Maduro chiến thắng với 67,85% phiếu bầu. Trong bài phát biểu trước người ủng hộ sau tuyên bố chính thức của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ông Maduro cam kết phát triển đất nước hơn nữa. Ông nêu rõ, tôi chấp nhận sự ủy quyền của người dân để trở thành Tổng thống và sẽ dẫn dắt đất nước đi đến hòa bình, thịnh vượng và đoàn kết thông qua đối thoại. Trong khi đó, Liên minh đối lập Venezuela của ứng viên Edmundo González Urrutia cũng tuyên bố họ mới là bên giành chiến thắng với 70% số phiếu, nhưng không đưa ra bằng chứng. Cùng ngày, tại thủ đô Caracas đã bắt đầu diễn ra cuộc biểu tình đụng độ giữa cảnh sát và người tham gia biểu tình. Đã có một số tiếng súng vang lên khiến nhiều người dân cố gắng chạy thoát khỏi những khu vực trống trải trên đường phố. Ở các khu vực trung tâm của Caracas, có hàng trăm người được trang bị gậy, một số mang theo cocktail Molotov, hầu hết họ đều che mặt bằng khăn quàng cổ và khăn rằn. Người biểu tình giải rác và đốt các mảnh vụn xây dựng giữa đường. Trên một số đường phố, cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình. Xe bọc thép túc trực gần dinh Tổng thống, an ninh cũng được tăng cường tại các tòa nhà Quốc hội và Ủy ban bầu cử. Có nhiều hạn chế trong thành phố, ngay cả các nhà báo được công nhận ở đó cũng không được phép đến Ủy ban bầu cử Trung ương. Tiếng đập nồi có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi, một hình thức phản đối phổ biến ở Mỹ Latin. Trước đó, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panama, Paraguay, Peru và Uruguay đã tuyên bố yêu cầu kiểm soát phiếu minh bạch dưới sự kiểm soát của các quan sát viên. Chính phủ Venezuela coi đây là sự can thiệp vào cuộc bầu cử và quyền tự quyết của người dân. Caracas sau đó thông báo triệu hồi các nhà ngoại giao từ các quốc gia không công nhận kết quả bầu cử. Trong mùa hè này, các cuộc biểu tình chống du lịch đã bùng phát khắp châu Âu, từ Hà Lan đến Hy Lạp và Tây Ban Nha. Người dân địa phương ngày càng tỏ ra bức xúc trước sự tăng trưởng không kiểm soát của du lịch, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho cuộc sống của họ. Tại Tây Ban Nha, vào đầu tháng 7, Barcelona đã chứng kiến một cuộc biểu tình đặc biệt đáng chú ý khi những người biểu tình diễu hành qua các khu vực du lịch nổi tiếng và phun nước vào du khách. Họ hô vang khẩu hiệu khách du lịch hãy về nhà, thể hiện sự bực bội với lượng du khách ngày càng gia tăng. Gần đây, hàng nghìn người đã tụ tập biểu tình tại đảo Mallorca, chỉ trích mô hình du lịch của hòn đảo này vì chỉ làm giàu một số ít người và đẩy người lao động nghèo ra khỏi khu vực. Một trong những tâm điểm của các cuộc biểu tình là vấn đề tăng giá nhà và giá thuê, dẫn đến tình trạng cư dân địa phương gặp khó khăn trong việc sở hữu nhà ở. Anh Carlos Ramirez, giáo viên 26 tuổi tại Barcelona cho biết, anh đã tiết kiệm nhiều năm để mua nhà nhưng hiện đang lo lắng vì giá nhà tại thành phố đang tăng vọt. Ramirez chỉ ra rằng du lịch đại chúng là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Anh nói, người dân địa phương, đặc biệt là những người trẻ tuổi, ngày càng khó có được nơi ở riêng. Theo báo cáo của thị trường Barcelona, Jaume Coboni, giá thuê nhà tại thành phố này đã tăng 68% trong thập kỷ qua. Tình trạng này cũng xảy ra tại nhiều thành phố khác ở châu Âu. Sự gia tăng giá cả đã khiến nhiều cư dân phản đối mạnh mẽ, dẫn đến các cuộc biểu tình và cả các hành động cực đoan. Những người biểu tình tại Barcelona không chỉ nhắm vào du khách mà còn nhằm gây sức ép lên chính quyền địa phương để thực hiện các thay đổi chính sách. Với khoảng 2.800 người tham gia cuộc biểu tình, sự phản kháng này đã thu hút sự chú ý quốc tế. Ramirez cảm nhận được sự phẫn nộ của cư dân địa phương và cho rằng các cuộc biểu tình đã phần nào đạt được mục tiêu khi làm giảm lượng khách du lịch đến thành phố.
chuyên gia du lịch bền vững Antin Martins từ Đại học Queensland, Australia cho rằng các cuộc biểu tình này phản ánh sự quản lý kém hiệu quả trong ngành du lịch. Bà nhận định, cư dân địa phương cảm thấy bị đẩy ra khỏi cộng đồng của mình và không nhận được lợi ích nào từ du lịch. Bà cũng chỉ ra rằng, nhiều người bị ảnh hưởng là những người làm việc trong ngành du lịch với mức lương thấp. Eduardo Santander, CEO của Ủy ban Du lịch châu Âu, đồng ý rằng cần có sự thay đổi trong chính sách thay vì đổ lỗi cho du khách. Ông kêu gọi chính phủ các nước châu Âu điều chỉnh các quy định để bảo vệ lợi ích của người dân địa phương. Một số thành phố đã bắt đầu áp dụng biện pháp kiểm soát lượng khách du lịch. Viên Italy đã thử nghiệm việc thu phí vào cửa, thu về hơn 2,4 triệu euro cho thành phố. Barcelona cũng đang xem xét tăng thuế du lịch đối với du khách đi du thuyền, dự kiến thu về khoảng 100 triệu euro trong năm 2023. Ngoài ra, hành vi thiếu tôn trọng của một số du khách cũng góp phần làm tăng sự phẫn nộ trong cộng đồng địa phương. Video lan truyền về nữ du khách tại Florence, Italy có hành vi không đúng mực với bức tường Bacchus đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ. Giáo sư Sebastian Jasker tại trường kinh doanh Copenhagen đề xuất rằng cần đầu tư số tiền thu được từ du lịch vào các dự án cộng đồng và thị trường việc làm để giải quyết vấn đề. Ông nhấn mạnh rằng việc tạo ra một môi trường du lịch bền vững và công bằng là giải pháp tốt nhất để làm dịu đi căng thẳng giữa du khách và người dân địa phương. Hiện nay, nhiều thị trấn nhỏ ở Mỹ đang thiếu ngân sách và cả nguồn lao động trẻ, khiến công chức già phải kiêm nhiệm nhiều công việc dù sắp nghỉ hưu. Thị trấn Atlan nhỏ bé ở phía bắc bang Maine, với dân số khoảng 1.200 người được như ngày này, là nhờ những người như ông Lan Delta. Ông Ta, 65 tuổi, là người đứng đầu bộ phận văn hóa, giải trí và thể thao ở Atlan. Ông điều hành các chương trình thể thao trong thị trấn, đưa các cầu thủ bóng chày nhỏ tuổi đến địa phương khác thi đấu. Ông đồng thời cũng là người dọn dẹp văn phòng thị trấn, đưa đón người cao tuổi đến nhà hàng, cắt cỏ nghĩa trang, thậm chí làm tài xế cứu thương, xe buýt trường học. Vấn đề duy nhất với thị trấn là ông Ta đã đến tuổi hưu và sắp đến ngày hưởng thụ điển viên. Sir Martin, người đứng đầu thị trấn không thể hình dung nổi sẽ tìm đâu ra ngân sách hay nhân lực để đảm nhận những phần việc mà ông Ta để lại. Thị trưởng Martin, 59 tuổi, nói, ông ấy không thể nghỉ hưu, tôi không thể nhờ hoặc thuê ai khác cắt cỏ, lái xe buýt. Ông Martin cũng phải kiêm nhiệm cả chức cảnh sát trưởng thị trấn Atlan và thị trưởng thị trấn Westburn lân cận trong nhiều năm trời. Không chỉ Atlan, hàng loạt thị trấn trên khắp các vùng quê Mỹ cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng, gây áp lực lớn lên giới chức, khiến nhiều công chức phải kiêm nhiệm nhiều việc công, đặc biệt là những người cao tuổi. Cô Jessica Gilmore, 32 tuổi, là phó thư ký thị trấn Atlan kiêm trợ lý thủ thư, lính cứu hỏa tình nguyện cho sở cứu hỏa thị trấn. Mẹ và các chị em gái của cô cũng làm tình nguyện tại sở này. Các lao động đa nhiệm khác hầu như lớn hơn Gilmore cả một thế hệ, trong đó có ông Ta, thị trưởng Martin hay ông David Milligan, 56 tuổi, vừa là cảnh sát vừa là người thực thi các quy định của thị trấn. Ở bang miền Nam Texas, khoảng 2/3 thị trấn với quy mô 3.000 đến 5.000 dân đang thiếu công chức quản lý tài chính. Gần như toàn bộ các thị trấn dưới 3.000 dân để trống vị trí này, theo dữ liệu của Liên đoàn Thị trấn Texas. Bennett Sandin là lãnh đạo liên đoàn cho biết, những công chức khác có thể không có kinh nghiệm trong quản lý tài chính sẽ phải gánh phần việc này. Hậu quả là nhiều thị trấn không tiến hành kiểm toán, tăng nguy cơ sai sót trong sổ sách kế toán. Dữ liệu liên bang cho thấy đội ngũ công chức ở các vùng quê Mỹ có xu hướng già hóa. Chính quyền các địa phương ở nhiều bang đang phải vật lộn tìm lao động có trình độ hoặc trẻ tuổi, sẵn sàng làm việc hành chính tại các thị trấn nhỏ. Giới chức Mỹ cho biết họ gặp trở ngại lớn là thiếu ngân sách, nên không thể đưa ra mức thu nhập hấp dẫn để thu hút người trẻ đến làm công chức ở nông thôn. Lãnh đạo Liên đoàn Thị trấn Texas Bennett Sally nói, thanh niên giờ đây không quan tâm đến việc bắt đầu sự nghiệp ở một thị trấn nhỏ vùng quê Mỹ. Hồi đầu năm nay, Viện Nghiên cứu Mission Square, tổ chức chuyên hỗ trợ các chính quyền địa phương trong thu hút và nuôi dưỡng đội ngũ công chức, công bố kết quả khảo sát thường niên, cho thấy nhiều địa phương đã tăng lương cho các vị trí trong chính quyền, giúp tình hình tuyển dụng bớt căng thẳng. Khảo sát cũng chỉ ra những dấu hiệu cho thấy thị trường việc làm đang hạ nhiệt có thể giúp giảm cạnh tranh trong tuyển dụng nhân sự khu vực công tư. Tuy nhiên, trong tương lai, 54% thị trấn được khảo sát bày tỏ lo ngại sẽ ghi nhận số lượng lao động thuộc thế hệ baby boomer sinh năm 1946 đến năm 1964 đồng loạt nghỉ hưu trong những năm tới. 37% chính quyền thị trấn cho biết đã phải tuyển lại những công chức đã nghỉ hưu do không tìm được người thay thế. Giám đốc điều hành Hiệp hội Nhân sự khu vực công có các thị trấn thành viên được khảo sát, Kara Gustin West nói, chúng tôi sẽ phải quyết liệt để thu hút thế hệ công chức tiếp theo đến làm việc ở các thị trấn của mình. Theo khảo sát của Viện Mission Square,
những thách thức trong tuyển dụng công chức ở các thị trấn nhỏ có thể làm giảm mức độ tiếp cận dịch vụ công của người dân địa phương. Những công chức này là người trực tiếp xử lý các vấn đề của người dân, từ nộp thuế, khiếu nại cho đến xin giấy phép nuôi chó. Trước tình hình này, bang Maine đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do có dân số già nhất cả nước, với độ tuổi trung bình khoảng 45 tuổi. Trong đó, thị trấn Lumsdon giáp biên giới Canada đang phải vật lộn giữ chân các công chức để duy trì dịch vụ công. Vì không có tài xế, thị trấn đã hủy dịch vụ xe cứu thương từ nhiều năm trước, rồi ký hợp đồng với dịch vụ cứu thương của thị trấn Caribou lân cận để tiết kiệm chi phí. Năm ngoái, thị trấn tiếp tục đóng cửa sở cảnh sát. Theo quyền thị trưởng Alan Mulherin, việc mất đi những dịch vụ này đã ảnh hưởng tiêu cực đến Lumsdon, làm tăng số vụ lái xe quá tốc độ và tội phạm ma túy. Nhưng thị trấn không có đủ ngân sách và không thể tuyển được công chức có chuyên môn để duy trì dịch vụ 24/7. Ông Mulherin là cựu nhân viên hải quan nghỉ hưu được bầu vào hội đồng thị trấn năm ngoái. Vài tháng sau khi ghế thị trưởng bỏ trống, ông được đô lên giữ vị trí này. Ông còn phải kiêm nhiệm chức thanh tra đường bộ, thanh tra y tế, thậm chí còn làm giám sát viên về kiểm soát vật nuôi ở Lumsdon. Ông cho biết, tôi tưởng mình đã nghỉ hưu trong vui vẻ, yên bình. Tại thị trấn Atlan, thị trưởng kiêm cảnh sát trưởng Martin đang lo ngại về khả năng duy trì lực lượng cảnh sát đảm bảo trị an cho địa phương. Một số cảnh sát viên đã rời đi tới những nơi được trả lương cao hơn. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách hơn là tìm được người thay thế kỹ sư duy tu bảo dưỡng cầu đường đang chuẩn bị nghỉ hưu. Hiện tại, các nhân viên chính quyền thị trấn đang phải thay nhau kiểm tra, sửa chữa đoạn đường đi qua thị trấn. Sherry Canhau là giáo viên kiêm cố vấn hội đồng thị trấn nói, cách đó giúp chúng tôi duy trì công việc của mình.